Xin chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Và hôm nay thì đến với bãi kiển của bạn Nam ha. Địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Để cho bạn Nam giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình cái lô mai giống mà ghép giống xuông Sài Gòn nè. Là nhiều ngọc toàn rồi ha. Đó. À, cúc cam cô chú anh chị giỏ sắn ha. Giá cực kỳ ưu đãi luôn. À, hôm nay sale rẻ cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị vào xem được ủng hộ cho bạn Nam ha. Và không làm mất thời gian nữa ha. Em mời gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Chào bạn Nam nha. Rồi chào bạn chủ cô chú anh chị gần xa. Tiếp tục đến kênh giao lưu cô chú anh chị mình lô xuông Sài Gòn. À, và một số giống mây khác nữa ha. Vì cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép hoặc là mình nuôi làm chơi tết 2025 nha cô chú anh chị. Và một cái đầu biết là mã 671T, một cây siêu bông Sài Gòn giống cô chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị. Bao chuẩn giống cho cô chú anh chị mình hết luôn nha. Rồi rồi bình thân là được 17 nha, chiều cao là 88, tán ngang là được 76. Rồi cây mã số đầu clip Zalo cô chú anh chị giá cũng chỉ là 650 thôi nha. Rồi 650 bao ship luôn các bạn. Rồi rồi tiếp theo cây mã số 72T cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, giống của chú Sáu luôn ha cô chú anh chị. Đúng rồi, giống của chú Sáu Bình Dương luôn. Rồi tại sao không sót cái này luôn mà ha. Rồi bình thân là được 21 nha, cây có củ đế dưới nha cô chú anh chị, củ là được 27 nha, chiều cao là được 95, tán ngang là được 60. Rồi cây siêu bông Sài Gòn giao lưu của chú anh chị giống là 700.000 nha. Rồi 700.000 ha. Rồi rồi mình đã khai luôn các bạn. Rồi tiếp theo cây mã số 73T. Rồi. Cũng là một cây siêu bông Sài Gòn của chú Sáu Bình Dương của chú anh chị. Rồi. Cây này có củ rất là to luôn cô chú anh chị. Củ nằm ở dưới nha. Vậy cô chú anh chị hai hát giúp em nha. Quanh thân là 22. Củ đặt 36. Cao là 95. Tán ngang 55. Cây giao lưu của chú anh chị giá cũng chỉ là 650 thôi. Rồi mình đã khai luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 74T cũng là một cây siêu Sài Gòn luôn. Rồi cây này tàn rất là tùm luôn cô chú anh chị, tàn quá xa đã luôn cô chú anh chị ha. Rồi to cũ luôn cô chú anh chị ha. Đó, cây này tàn ghép đều chi đều cành luôn cô chú anh chị. Rồi bình thân là được 22. Rồi củ đặt là được 32. Rồi chiều cao là được 89. Cái nghe được 79. Cái gì lưu của chú anh chị giá là 700 nha. Rồi 700.000 ha. Rồi rồi okay. Rồi mã số 75T cũng là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Rồi bình thân là được 19, chiều cao là được 82, cái nghe là được 60. Cái nhị ngọc toàn giao lưu của chú anh chị giá là 700 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi rồi tiếp theo cây mã số 76T. Rồi cũng là một cây cúc cam nha cô chú anh chị. Nè, cây này cũng có tàn luôn cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn ha. Rồi bình thân là được 20. Rồi chiều cao là 1m, tán ngang 60. Cái cúc cam giao lưu giúp cô chú anh chị mình chắc cũng chỉ là 600.000 thôi. Rồi mình đã cây luôn ha. Rồi rồi tiếp theo cây mã số 77T cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị. À, giống của chú Sáu luôn các bạn ha. Đúng rồi bình thân là được 17 nha. Đây có cũ dễ hơn lắm cô chú anh chị. Cũ bự luôn cô chú anh chị ha. Cũ là được 28. Rồi keo là được 86. Tán ngang 54. Cây giao lưu của chú anh chị giá 550 nha. Rồi 550 ha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi mã số 78T cũng rồi là một cây mai sắn cô chú anh chị. Sắn chùm chùm luôn. Bình thân là được 20. Rồi chiều cao 72. Tán ngang 39, cây giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 500 thôi nha. Rồi, 500.000 ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 79T. Rồi, cũng là một cây cúc cam nữa nha cô chú anh chị. Rồi, cây có tàn. Có cái củ rất là đã luôn cô chú anh chị. Củ khủng khiếp cái củ luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình về mình nuôi lại ha. Về quá Tết này đủ tàn. Rồi, bình thân là 20. Rồi. Cúc cam bông 436 cánh cô chú anh chị. 39. Rồi. Chiều cao là 80. Tán ngang là 75. Rồi cái mã số 79T giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 750 thôi nha. Rồi, mình đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 80T. Rồi, cũng là một cây siêu bông mình lợi luôn cô chú anh chị ạ. Hàng bao chuẩn giống của cô chú anh chị mình nha. Quỳnh thân là được 18. Rồi. Củ là được 29. Chiều cao là được 82. Tán ngang 74. Cây này vô gia chỉnh sửa rồi cô chú anh chị ha. Rồi cái số mình lại giao lưu của chúng chị mình giá là 750 nha. Rồi rồi cây mã số 8
80T. À, cũng là một cây clip em luôn, em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mà xem clip á, và rất mong được cô chú anh chị ủng hộ. Em xin chào và hẹn gặp lại nhé. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho bạn Nam trong những lúc trước cũng như clip này ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của bạn Nam nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.